Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các thế hệ thanh niên xung phong của tỉnh Điện Biên đã có mặt ở rất nhiều mặt trận, công trường. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu cũng như tuổi thanh xuân trên các chiến trường, công trường. Nhiều sự kiện quan trọng do thanh niên xung phong của tỉnh tham gia đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào của thanh niên xung phong cả nước. Đó là phát biểu của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa A bằng kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Mường Ảng. Gần đây trên địa bàn huyện Tùa Chùa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp vật tư, thiết bị điện tại các trạm biến áp, gây mất an toàn hệ thống lưới điện đang vận hành, đe dọa tới tính mạng, tài sản của nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội được Ban chấp hành hội quan tâm và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đến nay, Hội cựu thanh niên xung phong toàn tỉnh có 10 tổ chức hội cấp huyện, thị xã, thành phố, 41 tổ chức hội cấp xã, phường, thị trấn với tổng số hơn 2.200 cán bộ hội viên. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, hội tích cực phối hợp với các ngành liên quan giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, triển khai hiệu quả hoạt động nghĩa tình đồng đội, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỹ hội giúp nhau vượt khó, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể đã vận động cán bộ hội viên xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được gần 900 triệu đồng, phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và hỗ trợ cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng vì lũ lụt gần 80 triệu đồng, trao tặng 80 sổ tiết kiệm, 14 nhà tình nghĩa, gần 750 suất quà và 2 xe lăn cho các hội viên nghèo, hội viên trong tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đề ra 8 mục tiêu, 10 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội khóa 3 đề ra. Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà các cấp Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, cùng với cả nước, các thế hệ thanh niên xung phong của tỉnh Điện Biên đã có mặt ở rất nhiều mặt trận, công trường. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu cũng như tuổi xuân trên các chiến trường, công trường. Nhiều sự kiện quan trọng do thanh niên xung phong của tỉnh tham gia đã đi vào lịch sử, trở thành niềm tự hào của thanh niên xung phong cả nước, như công trình Đại Thủy Nông Nậm Rốm, di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Bước vào nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. Ngay sau đại hội thì chúng tôi cũng đề nghị là các cấp hội sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, các nhiệm vụ, các giải pháp mà đại hội đã đề ra thành các kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể phù hợp với từng cấp hội của mình. Ví dụ như là cấp huyện ở các huyện thì chúng ta cần cụ thể hóa mục tiêu của đại hội để từ đó sẽ có các cái kế hoạch hoạt động cụ thể. Và tôi rất phấn khởi là vừa qua trong báo cáo tham luận của hai đơn vị là hội cựu thanh niên xung phong của Mường Trà rồi hội cựu thanh niên xung phong của Điện Biên đã có những cái hoạt động hết sức cụ thể, hết sức thiết thực để chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ của hội trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Thì trong nhiệm kỳ mới thì chúng tôi rất mong muốn rằng các cấp hội chúng ta sẽ phát huy cái kết quả đó để đề nghị các cấp hội là tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội đền ơn đáp nghĩa, tăng cường tuyên truyền vận động đối với các hội viên và quần chúng nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tri ân đối lực lượng thanh niên xung phong, đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tốt, mô hình làm kinh tế giỏi của các cựu thanh niên xung phong trong các hoạt động hỗ trợ của các cấp, các ngành đối tổ chức hội
và các hội viên chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội trong việc tham gia các hoạt động, các phong trào của hội và các hoạt động chung của chính quyền địa phương, nhất là đối với hội cấp cơ sở và các hội viên. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, chúng tôi cũng xin đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, đặc biệt là các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội Cựu Thanh niên Xung Phong cấp tỉnh, cấp huyện của chúng ta tổ chức thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội 3 của Hội Cựu Thanh niên Xung Phong tỉnh tới đây sẽ đề ra. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung Phong tỉnh khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung Phong tỉnh khóa 3, các đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Việt Nam tặng bằng khen cho 10 cá nhân, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2021. Thực hiện chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều nay đồng chí Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2021, trong điều kiện có những thuận lợi khó khăn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đối với việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tượng đài thanh niên xung phong tại tỉnh Điện Biên, tại công văn số 8118 ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về việc kiến nghị của Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì phối hợp với Hội Cựu Thanh niên Xung Phong và các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng tượng đài thanh niên xung phong Điện Biên, phù hợp với quy hoạch tổng thể, hệ thống tượng đài thanh niên xung phong trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở chủ trương đã được phê duyệt, UBND tỉnh Điện Biên đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quy hoạch công trình tượng đài thanh niên xung phong Điện Biên và trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 6 tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến là 85 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới nay, do khó khăn trong việc cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện dự án, dẫn đến dự án chưa triển khai thực hiện được. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Việt Nam kêu gọi huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa, cũng như có ý kiến với Chính phủ, các bộ ngành trung ương, quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án. Đề nghị cho phép kêu gọi đầu tư nguồn vốn cá nhân và doanh nghiệp, đầu tư hạng mục trạm dừng nghỉ, khu du lịch thương mại văn hóa bản địa. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tượng đài thanh niên xung phong tại một số địa phương trong cả nước, đồng thời bàn một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa và sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để triển khai thực hiện dự án. Hôm qua 21 tháng 9, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 160 tỉnh do đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Ban chỉ đạo 160 huyện Mường Ảng về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới. Trong những năm qua, Ban chỉ đạo 160 huyện Mường Ảng đã thực hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Các chương trình, dự án, chính sách được thực hiện công khai dân chủ từ cơ sở, đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng, tạo được lòng tin của nhân dân. Công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn đã từng bước ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 26% cuối kỳ năm 2020. Trên 95% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư, không di dịch cư tự do. Các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, an ninh trật tự được bảo đảm.
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 160 tỉnh, huyện cũng đã làm rõ một số nội dung như kết quả kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 160 trên địa bàn huyện, việc sử dụng các nguồn vốn để tiếp tục cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vốn hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, việc cấp phép cho các điểm nhóm tin lành trên địa bàn huyện hoạt động, việc tuyên truyền tập huấn cho cán bộ cơ sở về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trước đó, Ban chỉ đạo 160 tỉnh đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với Ban chỉ đạo 160 xã Ẳng Nưa và kiểm tra thực tế tại bản Tát Hẹ, xã Ẳng Nưa. Sáng nay, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo 160 tỉnh đã có buổi làm việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Theo báo cáo của xã Thanh Chăn, từ khi thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên. Người dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc phát huy hiệu quả, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2019 đạt gần 33,4 triệu đồng trên năm. Phấn đấu cuối năm 2021 đạt 38 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%. Trên 800 hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp được hỗ trợ 50% mức phí mua bảo hiểm y tế. Hiện 15 trên 16 thôn bản của xã có nhà văn hóa. Hàng năm 16 trên 16 thôn bản được công nhận thôn bản văn hóa. Số gia đình đạt văn hóa đạt từ 94% trở lên. Chiều qua 21 tháng 9, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Mường Ảng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, động viên các lực lượng và công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện. Theo đó, hiện nay, huyện Mường Ảng còn 120 công dân đi về từ vùng có dịch đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Đối với công tác phòng chống dịch thời gian qua, huyện và các xã thị trấn đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch. Huyện đã xây dựng các phương án phòng chống dịch với 5 cấp độ, duy trì tốt chốt kiểm soát dịch COVID-19, nắm chắc di biến động của công dân. Toàn huyện hiện còn gần 7.000 người đang cư trú làm việc tại các tỉnh, thành phố trên cả nước chưa về địa bàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao công tác phòng chống dịch của huyện Mường Ảng, đặc biệt là huyện đã xây dựng được các phương án phòng chống dịch. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục phát huy và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch, duy trì tốt các tổ COVID-19 cộng đồng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, tiếp tục quản lý và nắm vững di biến động của công dân, hoàn thiện cơ sở vật chất và duy trì tốt hoạt động của khu cách ly tập trung, bổ sung xây dựng phương án trạm y tế lưu động, tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và duy trì tốt việc trực chỉ huy. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã vượt qua khó khăn gian khổ, kiên cường bám trụ trên biên giới để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Việc làm đó đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các chốt kiểm soát dịch trên biên giới được hình thành. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã thành lập 4 chốt kiểm soát cố định và 2 chốt lưu động. Nằm giữa núi rừng biên cương, mọi công việc và sinh hoạt hàng ngày của các cán bộ chiến sĩ đều diễn ra trong căn lều bạt. Thời tiết khắc nghiệt, điều kiện ăn ở đã khó khăn, lại thêm thiếu nước sinh hoạt. Cùng với đó, địa hình đồi núi nhiều dốc hiểm trở khiến việc đi lại, tuần tra cũng hết sức vất vả. Song các cán bộ chiến sĩ và dân quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm soát hoạt động qua lại trên biên giới, cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong cái thời gian vừa qua thì là diễn giữa trước cái diễn biến tình hình phức tạp của cái dịch bệnh COVID-19 thì là cái tổ chốt hồi giống chúng tôi thì cũng tăng cường cái công tác phòng chống dịch tại chốt, cũng như nắm cái tình hình địa bàn, cũng như tuần tra kiểm soát đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cái đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, cũng như là buôn lậu và các cái hoạt động buôn bán ma túy trái phép qua biên giới. Để bảo đảm điều kiện ăn ở tại chỗ cho cán bộ chiến sĩ, cuối năm 2020, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã đầu tư xây dựng chốt kiểm soát bán kiên cố.
có nơi ở khang trang, cuộc sống sinh hoạt phần nào bớt đi những vất vả. Các cán bộ chiến sĩ đã yên tâm hơn, cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kép. Phòng cửa khẩu Tây Trang được phụ trách quản lý đoạn biên giới dài 28,102 km với 11 cung giới, tiếp giáp với tỉnh Phong Sa Lì và tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thì trong thời gian qua, đơn vị cũng duy trì 4 tổ chốt cố định trên biên giới để thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát đường biên mốc quốc giới cũng như là địa bàn được giao phụ trách quản lý, và cũng phối hợp với lực lượng phía đối diện, trung đội biên phòng cũng như là đồn công an cửa khẩu Tây Phong Hốc trong công tác quản lý kiểm soát biên giới cửa khẩu để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Thì chúng tôi cũng do cái dịch bệnh thì chúng tôi cũng thường xuyên là liên hệ trực tiếp qua điện thoại, gửi thư để kịp thời trao đổi tình hình cũng như vấn đề liên quan để giải quyết kịp thời những vụ việc xảy ra biên giới. Từ khi thành lập đến nay, các chốt của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã làm tốt công tác nắm tình hình, vận động nhân dân tham gia tố giác các trường hợp đi từ vùng dịch vào địa bàn, phối hợp với chính quyền tuyên truyền khai báo y tế, cách ly tại nhà gần 40 trường hợp. Đồn cũng đã ngăn chặn 3 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 36 đối tượng. Trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 tại biên giới được xem là thế trận lâu dài và còn nhiều cam go. Bất kể ngày đêm, vượt qua khó khăn vất vả, những chiến sĩ biên phòng vẫn đang lặng thầm làm tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới để dựng lên những lá chắn thép vững vàng nơi tuyến đầu biên cương. Chương trình tiếp tục với một số thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Điện Biên Phủ đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng quy hoạch dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 đến cầu C4. Thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ gia đình có đất bị thu hồi tại tổ dân phố 1, bản Hong En, phường Nam Thanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 đến cầu C4. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố đã thực hiện cưỡng chế thu hồi 1.034,3 mét vuông đất của các hộ dân chưa nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Trước khi tiến hành cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tiếp tục thực hiện tuyên truyền, mong các gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Qua tuyên truyền đã nhận được sự chấp thuận ký vào biên bản bàn giao mặt bằng của 2 hộ dân với diện tích 638,8 m2. Bây giờ hôm nay cơ quan đến làm việc cưỡng chế với các gia đình có mảnh đất trên phường Nam Thanh này. Thế gia đình bà trong đó nằm số đất nhà bà cũng nằm trên đấy, và theo cái nghị định của pháp luật thì chúng tôi gia đình bà đã nhất trí và để cho kinh tế và họ sẽ giải phóng mặt bằng và để họ thu hồi cây cối cho nhà bà. Đối với 4 hộ gia đình còn lại, do không đồng thuận và vắng mặt tại buổi cưỡng chế, Ban cưỡng chế thành phố đã thực hiện các bước cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, buổi cưỡng chế diễn ra đảm bảo an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất với 6 trường hợp hộ gia đình cá nhân chưa chấp hành quy định pháp luật về đất đai, và cụ thể đây là quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành. Thì căn cứ quy định của pháp luật thì ban cưỡng chế đã tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế. Trước khi tiến hành tổ chức thực hiện cưỡng chế thì Ủy ban thành phố đã tiến hành đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Đến thời điểm hiện nay trong 6 hộ mà đã ban hành quyết định cưỡng chế thì đã có 2 hộ gia đình sau khi được vận động tuyên truyền thì cũng đã tự nguyện chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng, chấp hành cái quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế. Đối với 4 trường hợp còn lại, đến thời điểm hiện nay các hộ gia đình không chấp hành cái quyết định cưỡng chế nên quyết định thu hồi đất, và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi khẳng định là công tác cưỡng chế hiện nay đang diễn ra đảm bảo an toàn và hiệu quả đúng như theo kế hoạch ban đầu. Nhằm đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại bàn giao mặt bằng.
Đối với những trường hợp không chấp hành, thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định. Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTVK ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Qua 20 năm thực hiện nghị quyết số 13, tình hình phát triển kinh tế tập thể của huyện Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực. Các hợp tác xã đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời tập trung đổi mới phương thức quản lý, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, tích cực liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Đến nay, toàn huyện có 43 hợp tác xã với gần 4.800 thành viên và người lao động. Các hợp tác xã trên địa bàn chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Huyện có 3 hợp tác xã đăng ký và được tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt từ 2 đến 4 sao. Qua các năm, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của huyện, phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện nghị quyết số 13, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trong thời gian tới. Sáng nay, Ban Quản lý Dự án Xây dựng Điện Miền Bắc tổ chức lễ khởi công dự án lắp đặt máy biến áp 1, trạm biến áp 110 kV Điện Biên 2 tại xã Sa Mấn, huyện Điện Biên. Dự án lắp máy biến áp 1 và trạm biến áp 110 kV Điện Biên 2 được đầu tư xây dựng với quy mô lắp đặt máy biến áp T1 công suất 25 MVA, 110/35/22 kV, máy điều chuyển nội bộ trong tổng công ty. Phía 110 kV lắp đặt một ngăn lộ tổng MBAT1, các thiết bị lắp đặt ngoài trời. Phía 35 kV lắp đặt phân đoạn thanh cái 35 kV với 4 tủ xuất tuyến. Phía 22 kV lắp đặt phân đoạn thanh cái 22 kV với 3 tủ xuất tuyến. Phần điều khiển bảo vệ, lắp đặt bổ sung các tủ điều khiển bảo vệ cho các ngăn lộ thiết bị lắp mới. Kết nối với hệ thống STAZA hiện có theo tiêu chí điều khiển xa và vận hành trạm biến áp không người trực. Dự án có tổng mức đầu tư 20,3 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng kịp thời với tốc độ tăng trưởng của phụ tải khu vực huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, đáp ứng tiêu chí N1 cho lưới điện trung áp 35 kV, 22 kV tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, tin cậy cho lưới điện khu vực, nâng cao chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp, lưới điện trung áp trong khu vực, nâng cao độ tin cậy và thuận tiện trong việc quản lý vận hành. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn huyện Tùa Chùa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp vật tư thiết bị điện tại các trạm biến áp, gây mất an toàn hệ thống lưới điện đang vận hành, đe dọa tới tính mạng và tài sản của nhân dân. Vậy giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này? Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại các trạm biến áp trên địa bàn thị trấn Tùa Chùa và hai xã Mường Báng, Mường Đun thường xuyên bị mất các đoạn dây trung tính, dây chống sét. Trước tiên, sự việc đã gây ra hiện tượng chất lượng điện không ổn định, làm hỏng các thiết bị điện trong các hộ gia đình. Nguy hiểm hơn là chính tính mạng của kẻ gian khi trèo lên các cột điện cắt trộm dây. Việc lấy trộm này thì về cái phần tài sản thì không phải là một cái tài sản lớn, nhưng cái mức độ nguy hiểm của nó thì rất lớn. Dây thoát sét nếu mà khi đã bị mất thì nếu khi mất mà nếu có xảy ra hiện tượng sét không thoát được xuống đất thì sẽ phải gây cháy nổ thiết bị của ngành điện. Cái dây trung tính thì nó còn là một cái bộ phận rất quan trọng của cái lưới điện. Khi để xảy ra mất trung tính thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là có thể là gây ra là điện áp tăng cao đột ngột hoặc là bị sụt điện áp và có thể gây cháy hỏng rất nhiều thiết bị của khách hàng. Và cái vấn đề cần cảnh báo nữa là cái đặc biệt là cái vấn đề nguy hiểm cho cả những cái đối tượng khi mà trèo lên trạm biến áp có thể là bị điện giật chết người. Cái việc này thì nó cũng đã từng xảy ra trong điện lực công ty điện lực Lai Châu và công ty điện lực Bắc Linh trong thời gian gần đây là đã chết mất hai người đi ăn trộm cái này đã bị mất. Thực trạng bị kẻ gian lấy trộm vật tư ngành điện tại các trạm biến áp trên địa bàn huyện Tùa Chùa đã diễn ra 2 năm nay. Thậm chí khi ngành điện vừa khắc phục thì các đối tượng lại tiếp tục lấy cắp vật tư. Năm 2019 trên địa bàn huyện Tùa Chùa ghi nhận 23 trạm biến áp bị mất thiết bị. Trong tháng 9 này cũng đã ghi nhận 11 trạm biến áp bị cắt trộm dây chống sét và dây trung tính. Sau 2 năm liên tiếp mà ghi nhận rất là nhiều vụ mất
các cái thiết bị điện tại các cái trạm biến áp. Thì về phía điện lực tổ chùa đã thay toàn bộ những cái dây trung tính bằng lõi nhôm như thế này để mà giảm giá thành khi mà kẻ gian mang bán ra thị trường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì vẫn còn rất là nhiều vụ việc như vậy. Vậy các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chùa thì đã có cái động thái như thế nào? Về phía điện lực thì cũng có cái tuyên truyền đến chỗ các cái thôn bản với đối tượng và về hình thức tuyên truyền về các mức độ nguy hiểm đấy. Cái giải pháp mà đưa ra là chúng tôi đã có văn bản trao đổi với chi nhánh điện lực huyện, đề nghị phối hợp chặt chẽ hơn trong cung cấp trao đổi thông tin để chúng tôi có được thông tin kịp thời, khám nghiệm hiện trường nhằm phát hiện các cái dấu vết tội phạm để truy vết đối tượng. Đồng thời là chúng tôi cũng đề nghị với cơ quan điện lực là phối hợp để bảo vệ cái lưới điện, bố trí các cái điều kiện để mà chúng tôi có cái thuận lợi nhất trong quá trình điều tra, khám phá tội phạm. Ngoài ra, Công an huyện Tùa Chùa cũng chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, quản lý các đối tượng nghiện ma túy, lang thang để xác minh các dấu vết có liên quan đến vụ việc. Khuyến cáo tới các cơ sở thu mua phế liệu, không tiêu thụ, thu mua lại vật tư, thiết bị điện mà các đối tượng xấu mang đến bán, bởi đây là hành vi tiếp tay cho kẻ gian, vi phạm pháp luật. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện tội phạm trộm cắp vật tư ngành điện để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn lưới điện, tính mạng và tài sản của nhân dân. Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.